Đây là mặt ảnh thứ 32, tức là mặt sau của khung ảnh thứ 16. Pražské jaro. The Prague Spring. Mùa xuân Praha. Hàng nghìn người dân trên quảng trường thành phố cổ đang chờ đợi lời từ biệt lần cuối cùng với sinh viên Jan Palach là người đã tự thiêu để phản đối việc đàn áp quyền tự do và thái độ thụ động của công chúng sau khi quân đội của khối hiệp ước Warsaw bắt đầu chiếm đóng Kiev Khắc. Ảnh của CTK Praha, ngày 25 tháng 1 năm 1969. Sau khi cống hiến những năm đầu sự nghiệp của mình cho liên đoàn khúc côn cầu tiệp khắc và đội tuyển quốc gia tiệp khắc Václav Nedomanský muốn tận dụng kinh nghiệm của mình trong một câu lạc bộ chuyên nghiệp ở nước ngoài. Nhưng không được phép làm như vậy, ông đã di cư đến Canada qua Thụy Sĩ vào năm 1974 và thực tế không còn được nhắc đến trên các phương tiện truyền thông tiệp khắc nữa. Trong ảnh là lễ kỷ niệm sau sự xuất hiện của các cầu thủ khúc côn cầu từ giải vô địch thế giới ở Thụy Điển trở về nước. Ảnh CTK, Jan Barta Praha, 31 tháng 3 năm 1969. Vào cuối mùa hè năm 1968, những người tị nạn xếp thành hàng dài trên biên giới với nước Áo ngay sau khi quân đội khối hiệp ước Warsaw chiếm đóng Tiệp Khắc, 100 đến 150.000 công dân Tiệp Khắc đã di cư ra nước ngoài. Còn trong giai đoạn từ năm 1968 đến năm 1989, con số này là 250.000 đến 300.000 người. Ảnh APA, Barbara, Flaumova mùa thu năm 1968. Chủ tịch Quốc hội Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc Josef Smrkovský và người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng Kamila Mochakova xem chương trình phát sóng trận đấu khúc côn cầu kịch tính giữa Tiệp Khắc và Liên Xô tại World Cup được tổ chức ở Thụy Điển. Ảnh CTK Jovan de Josef Praha, ngày 28 tháng 3 năm 1969. Cuộc đàn áp tàn bạo một cuộc biểu tình trên quảng trường Václav ở trung tâm Praha đã đánh dấu sự kết thúc cuối cùng cho những hy vọng của mùa xuân Praha. Hàng nghìn người trên khắp Tiệp Khắc đã tưởng niệm ngày đầu tiên của cuộc chiếm đóng. Ảnh của CTK Praha, ngày 21 tháng 8 năm 1969. Sự can thiệp quân sự của Liên Xô đã ngăn được những cải cách ở Tiệp Khắc nhưng cũng gây chia rẽ nghiêm trọng phong trào cộng sản châu Âu và trên toàn thế giới. Ở Romania, Nicolae Ceaușescu không chỉ lên TV phê phán mạnh Liên Xô mà còn kêu gọi người dân Tiệp Khắc đấu tranh vũ trang để kháng cự Moscow. Trung Quốc gọi Liên Xô là đế quốc Xô Viết. Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai phê phán Kremlin gay gắt và gợi ý người Tiệp Khắc mở cuộc chiến du kích chống lại quân đội chiếm đóng. Còn đài báo Liên Xô công khai nói Trung Quốc phản bội chủ nghĩa xã hội thực thụ. Mao Trạch Đông lo sợ Liên Xô dùng học thuyết Brezhnev để đưa quân vào Trung Quốc theo yêu cầu của một bè phái nào đó trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hai nước triển khai hàng trăm nghìn quân ở biên giới Trung Xô. Albania rút ra khỏi khối hiệp ước Warsaw vì coi nó chỉ là công cụ của Kremlin. Các đảng Cộng sản Pháp, Ý, Phần Lan, Tây Ban Nha, Hy Lạp hoặc phản đối Liên Xô hoặc bị chia rẽ nghiêm trọng. Đảng Cộng sản Mỹ cũng bị chia rẽ nặng nề sau sự kiện này. Nhiều trí thức cánh tả vỡ mộng với Liên Xô. Jean-Paul Sartre, trí thức thiên tả hàng đầu của Pháp, hoàn toàn đoạn tuyệt với đường lối của Liên Xô và dành trí tuệ của mình cho giới trẻ cách mạng ở Pháp. Những người cộng sản trẻ xoay sang ủng hộ mô hình cộng sản châu Âu Eurocommunism cho rằng cần đi lên chủ nghĩa xã hội trong hòa bình, đa nguyên. Đây là sự bác bỏ nền chuyên chính vô sản của Lenin để trở về với chủ trương đấu tranh nghị trường của phong trào xã hội chủ nghĩa theo quốc tế hay từng được Friedrich Engels ủng hộ. Chủ nghĩa cộng sản theo mô hình Liên Xô ở châu Âu đã bị chính Brezhnev làm mất uy tín nhiều thập niên trước khi Liên Xô chính thức tan rã vào 26 tháng 12 năm 1991.